chương trình này được bảo trợ bởi Happy Truy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vừa như là sóng của Đài Đô Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng với như và Lê Thái ngày Chủ nhật ngày hôm nay, mùng 8 Tết thưa quý vị. À, thông tin tiếp theo Lê Thái gửi đến quý vị là một thông tin về một người đàn ông vô cùng may mắn khi mà ông lên đên trên biển 24 ngày không thức ăn, không thức uống mà vẫn còn sống thưa quý vị. Wow. Một người đàn ông vô cùng may mắn. À, người đàn ông này đã bị cuốn ra biển và không nhìn thấy đất liền trong suốt 24 ngày vừa qua và trên màn ảnh thì quý vị sẽ thấy hình ảnh của anh đó. À, may mắn được hải quân ở Colombia người ta cứu sống anh tên là Elvis Francois 47 tuổi mang quốc tịch Dominica và được Hải quân Colombia cứu sống sau 24 ngày lên trên biển một mình và theo tạp chí mà CNN người ta nói rằng là Elvis được tìm thấy cách thành phố Boto Bovia Colombia hơn 200 km về phía tây bắc sau khi một chiếc máy bay nhìn thấy từ háp cầu cứu được khắc trên cái thân thuyền buồm của anh và trước đó thưa quý vị vào tháng 12 năm 2022 khi anh Elvis này đang sửa cái chiếc thuyền buồm gần đảo San Martin thuộc vùng biển Caribe thì thời tiết xấu nó vô cùng bất ngờ nó bất ngờ nó ập tới nó khiến anh đang đứng ở trên thuyền đó tự nhiên là nó đưa cái thuyền anh đi ra khỏi ừ. khơi, khơi, ngoài khơi wow. và anh cứ tưởng là nó bình thường thôi anh gọi là nó đưa ra quá nhanh đi thành ra anh bị cuốn ra biển luôn và không có bất cứ một cái kiến thức nào về hàng hải cũng như là người đàn ông này đã mất phương hướng và bị lạc ở trên biển và mọi nỗ lực của anh đã khi điều khiển con tàu và các thiết bị hỗ trợ đều vô ích thưa quý vị và anh cũng thử dùng điện thoại à, di động của mình để gọi cầu cứu nhưng di động thì lại bị mất sóng không có thể liên lạc được và anh đã viết từ háp lên trên thân thuyền với hy vọng là có một cái tàu nào đó xung quanh nhìn thấy và hỗ trợ anh à, lúc chiếc thuyền anh trôi dạt đến vùng biển cao thuộc là La Guajira anh đã cố vẫy tay khi thấy những cái chiếc thuyền khác nó neo đậu ở gần đó và khi mà hoặc là những cái chiếc thuyền đi ngang qua nhưng mà thậm chí là anh còn đốt lửa ở trên thuyền để mà kêu cầu cứu nhưng mà wow. người ta vẫn không mảy may người ta để ý tới cái sự mà uh, cái sự mà lên đinh của anh đang ở trên biển thưa quý vị và anh nói rằng là anh không có thức ăn không có thức uống và nhiều ngày anh lên đinh trên biển là anh thường xuyên phải tát nước ra khỏi thuyền để mà nó không có bị chìm và chỉ có một cái chai sốt cà chua ở trên miệng, một cái hũ bột tỏi và những cái viên nước để mà anh dùng thôi. thành ra là anh đã pha, anh trộn lại những cái hỗn hợp này với nhau lại với nhau để mà anh ăn để cầm cự và anh nói rằng là cứ mỗi ngày anh ăn một ít nữa, khoảng chừng một cái lóng tay, một cái lóng tay về mà anh cầm cự cho đến khi mà qua hai mươi bốn ngày mà anh đói đến nỗi đó hết cái cái chai trong đó luôn. Wow. thì anh nói rằng là hai mươi bốn ngày ông anh không nhìn thấy đất liền, không có ai để nói chuyện, không biết mình phải làm gì và không biết mình đang ở đâu và anh vô cùng sợ hãi và rất là khó khăn. Anh đôi lúc thì anh nói là anh mất hy vọng về cái cuộc sống, mất hy vọng về về khi mà anh nghĩ đến gia đình mình, nhớ vợ nhớ con. Ừ. Thành ra anh nói là anh rất là buồn. Và ngày 15 tháng 1, khi mà anh tưởng là không còn hy vọng được nữa và nghĩ là mình sẽ chết á thì anh lại thấy một cái chiếc máy bay đi qua và anh đã phát cái tín hiệu bằng cách là xoay cái gương phản chiếu ánh mặt trời lên chiếc lên chiếc máy bay đó. Và khi mà anh phát hiện anh anh anh, anh anh phản chiếu cái đó rồi thì cái người ở trên máy bay viên phi công đã phát hiện ra Elvis và đã gọi điện cho cấp cứu báo lại cái tình tình hình với lại cái hải quân ở Colombia và ngay lập tức thì họ lại à, cử người đến mà giải cứu người đàn ông với sự hỗ trợ của một chiếc tàu buôn và theo các quan chức ở Colombia sau khi mà được giải cứu ấy, thì uh, Elvit đã được đưa đến cái thành phố cảng là Cartagena nơi anh được chăm sóc sức khỏe y tế sau đó thì được bằng giao cho cơ quan di trú và người ta đã mua cái vé máy bay để cho anh quay về trở về nhà của anh wow. là um, là ở tận Dominica thưa quý vị trôi tận hơn 200 km về một cái nước khác khủng khiếp quá tội nghiệp quá cứ tưởng tượng mà bị lên đây ngay biển thì không có đồ ăn Mà nhìn cái mặt tội, tội chứ thôi mặt quá dễ thương rất <laughs> yeah. là nghiệp cảm Lê Thái thưa quý vị như thuyền với Lê Thái cũng hay nói là mình cái cơ hội mà bị bị xét đánh nhiều hơn là trúng số và ông thưa quý vị chính vì vậy những cái nhà khoa học hiện tại bây giờ họ đã tìm cách có thể là chuyển hướng của cái tia xét như vậy á, thì làm giảm đi cái cơ hội những người bị tai nạn hoặc là bị khi mà xét đánh thì bị làm cho À, những cái nhà cửa bị đánh rồi mất điện, mất đồ, rất là nhiều nhà, xảy ra rất là nhiều tai nạn thì khi mà nói về cái điều này thì mình cũng, nếu mà những nhà khoa học họ có thể control được, họ có thể kiểm tra được làm cho vé số của mình trúng theo ý mình thì cái điều đó là hay quá nhưng mà không có thưa quý vị, chỉ có xét mà thôi thì trong thất nghiệm, trong cái thí nghiệm vừa rồi, các nhà khoa học đã kiểm soát được đường đi của xét trên bầu trời nhờ vào cái tia laser nhanh để sử dụng bảo vệ những cái cơ sở hạ tầng khỏi bị hư hại khi mà giông bão xảy ra. Thí nghiệm đã được thực hiện vào năm 2021 bởi một nhóm khoảng 25 nhà nghiên cứu tại dự án Laser Lightning Rod, viết tắt là LLR, một sáng kiến có trụ sở tại châu Âu, được đưa ra với mục đích phát triển một hệ thống laser để điều khiển xét. Trong cái bản tóm tắt của năm 2021 mô tả dự án là cái chùm tia laser đủ mạnh để hoạt động giống như một cái sợi dây kim loại buộc tia xét phải di chuyển xuống cái đường đi của cái tia laser này. Để chứng minh lý thuyết này họ đã tạo ra một tia laser với công suất rất là cao và cái hiệu suất của nó với giá trị là 2 triệu euro có thể bắn 1 ngàn năng lượng cao mỗi ngày và sau đó họ đã thử nghiệm bên cạnh những cái tháp và ở cái ở cái mountain cái núi của ép của Thụy Sĩ cái mountain cái núi này nó rất là dài nó nó liên kết với tất cả là 7 nước châu Âu lần trong đó có Thụy Sĩ và tòa tháp được ước tính bị xét đánh khoảng 100 lần trong một năm thì trong 10 tuần 6 giờ đồng hồ giông bão từ tháng 6 năm 1221 tòa tháp đã bị trúng ít nhất là 16 tia chớp nhưng mà 4 tia sét đánh trúng đó đã đi theo cái tia laser này đang hoạt động thì đây được chứng minh rằng là cái project cái dự án này đã hoạt động như là mong đợi thưa quý vị. Các nhà khoa học đã cố gắng khai thác Uh, cái sức mạnh của xét trong 20 năm nhưng mà đây là lần đầu tiên tia laser được chứng minh rất là hiệu quả để mà tranh giành điện tích của xét trong thực tế và hiện tại bây giờ uh, tất cả họ control cái những cái tia sét này bằng cái cột thu lôi nhưng mà cái cột thu lôi này nó không có độ cao để mà thay đổi chiều hướng của những cái tia sét này thì chùm tia laser bắn nhanh như vậy đã được thí nghiệm và rất là hiệu quả thì hy vọng trong tương lai những cái tia sét này khi mà có sét thì họ có thể di chuyển họ không muốn cái tia sét đi tới những cái nơi mà nguy hiểm thì họ sẽ cho những cái tia sét đi vô trong cái tia sáng của laser này. Vậy cũng hay chúng ta thời thời gian sau này thì chúng ta cũng không có phải lo lắng nhiều về vấn đề mà bị xét đánh yeah. à, và chúng ta cũng không lo lắng nhiều về vấn đề chúng ta được bị trúng số đúng không? không. Chứ cái đó là bị trúng số. Được trúng số, trúng số. em mới đọc anh nghe vậy chị vậy nói, vậy nói là người ta đổi hướng thì người ta cho chúng ta trúng số nhiều hơn là chúng ta bị xét đánh. <laughs> chị cũng hy vọng như thì vậy. So sánh hai cái nó bị khập khiển quá giữa trúng số với xét đánh là không? Nhưng mà đây là một cái thông tin vô cùng ý nghĩa thưa quý vị. À thưa quý vị, mấy ngày vừa qua thì một cái đoạn video nó đã ghi lại cảnh một cái đám cưới ở Trung Quốc thưa quý vị, à, tỉnh Hà Nam ở Trung Quốc và những cái vị khách tham gia vào cái một cái cái gọi là cái cuộc mà giật đồ ăn, tranh cướp đồ ăn với những cái vật dụng như là nồi, niêu, son, chảo, bát to để mà giành giật nhau cái đồ ăn ở trong cái đám cưới này. Và theo cái tục lệ đồ ăn nó càng bị tranh cướp nhiều và nhanh hết á thì đôi uyên ương sẽ càng có đời sống hôn nhân ngọt ngào và hạnh phúc hơn trong cuộc sống vợ chồng. Và Hà Nam là một trong những nơi mà nổi tiếng khắp Trung Quốc với cái món mì hầm có truyền thống hơn 4.000 năm. Và đây là một cái món ăn nhẹ bình dân gồm thịt lợn hoặc là thịt cừu, rau, sợi mì dai dai và nước dùng nóng hổi thơm ngọt. Và mì hầm Hà Nam thì có giá trị dinh dưỡng cao. Và theo cái tờ China Tourist thì nước dùng được nấu bằng thịt cừu non thượng hạng sưng cừu đun trên 5 tiếng đồng hồ và đậu, đầu tiên thì được lửa lớn rồi làm thành giảm giữa lửa nhỏ và có nhiều cái nguyên liệu thuốc bắc ở trong đó và có thể ăn có tàu hũ ki thịt chả trứng cút, rau mùi mực à, ngò thường ăn kèm với dầu ớt và tỏi ngâm thì cái món ăn này là một trong những cái món ăn truyền thống ở hà nam và khi cái đám cưới nào người ta đến đây á, người ta cũng đều đợi chờ cái món ăn này wow. và cái tục lệ này là dành đồ ăn thì những người này người ta đến đây và đem theo những cái bộ đồ có thể là ẩu đã rồi có thể là đánh lộn với nhau để mà người ta giành được những cái món ăn ở trong cái tiệc cưới này và càng giành đồ ăn càng ăn hết nhanh thì cô dâu chú rể càng sống hạnh phúc với nhau và đây là một cái tục lệ mà chúng ta thấy khủng khiếp và bên cạnh đó thì như quý vị cũng đã biết thì Trung Quốc có một cái tục lệ mà trước đám cưới là có những cái người bạn nằm vô trong cái giường của cô dâu chú rể trước cái đêm động phòng để mà dậm dậm này dậm kia rồi tổ chức những cái trò chơi nhưng wow. sau này thì ở người người dân dân Trung Quốc người ta nói là cái thời gian sau này nó bị biến tấu biến chứng thành là những cái gọi là những cái cuộc ẩu đả rồi cô dâu cũng bị quấy rối tình dục luôn wow. rồi nó gây ra xáo trộn trong cái đám cưới rồi đánh lộn với nhau giữa chú rể với những người bạn ừ. bạn bè vậy rồi nó xảy ra những cái tình trạng rất là rất là tiêu cực thưa quý vị thành ra là cái đây là một trong những cái thủ tục của Trung Quốc nhưng thiết nghĩ rằng là em nghĩ là sang năm sang những cái năm sau thì em nghĩ chắc nó cũng sẽ bị mài mòn yes. mm -hmm. tại vì nhiều người như vậy quá thì nó, nó Ờ, nhiều cái trường hợp như vậy nó gây ra trong một cái gọi là cái lộn xộn lộn xộn trong một cái đám cưới ờ, chúng ta đã từng xem những cái cái video về cái giành dược thức ăn ở những cái tiệc buffet thưa quý vị ở những cái nhà hàng buffet của người trung quốc ở trước cái đây rất là lâu nhiều, nhiều lắm thưa quý vị và hiện nay thì trong những cái nhà hàng buffet đó người ta vẫn giành dược nhau ăn những cái con king crab, những cái con cua con ghẹ ừ. nọ những cái món ăn hải sản mà ngon á vừa đưa ra là nhào vừa giành nhau giống như là chết đói vậy Cây thật là chúng ta không phải là chúng ta phân biệt hay chúng ta đã kích gì đó nhưng mà đây là một cái hành động chúng ta nghĩ là đối Mình với một chắc. cái cái thời thời kỳ hiện đại này thì chúng ta nên bỏ bớt những yeah. cái cái, cái thói hư tật xấu đó để mà cho cái cái cơ đời sống văn hóa ẩm thực của chúng ta nó trở nên là nó tốt đẹp nó đẹp hơn đúng không chị nhiều. Đúng rồi. Dạ vâng và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần nhiều và để thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài.